Phát, Minh Anh và Bảo Ngân, tất cả các bé đã có mặt sẵn sàng. Và người giới thiệu chương trình hôm nay là tôi. Thanh Bạch xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng hàng tuần vào tối thứ năm trên kênh HTV7 lúc 19 giờ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ, đó là nhãn hàng bánh gấu Cola Smash của tập đoàn Lotte đã đồng hành cùng Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, đến với Chuyện Nhỏ chúng ta có dịp khám phá những thế giới rất là phong phú, đa dạng và đặc biệt là những suy nghĩ của các bé. Trong mỗi trường hợp chúng ta thấy không bé nào giống bé nào cả, và người lớn tìm hiểu làm cách nào để trùng khớp ý với bé quả là điều không đơn giản. Chúc quý vị một buổi tối với Chuyện Nhỏ thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, gửi thư về cho chương trình để tham gia đóng góp những câu hỏi hay, quý vị có thể ghi ngoài bì thư chương trình Chuyện Nhỏ, Ban Thiếu Nhi, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Quý vị cũng có thể gửi qua email theo địa chỉ chuyennhoa@dongtay.com.vn. Những câu hỏi hay được tuyển chọn vào trong chương trình sẽ có phần quà gửi đến quý vị, cho nên nhớ ghi rõ họ tên và địa chỉ của quý vị để chúng tôi tiện việc liên lạc. Xin cảm ơn. Còn bây giờ thì tất cả các bé đã sẵn sàng. Chú Thanh Bạch xin chào các cháu. Chào chú Thanh Bạch. Giỏi lắm. Bây giờ các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình đi. Xin mời Khánh Duy sẽ là bé đầu tiên để giới thiệu, nói lên tên họ và sở thích mơ ước của mình nha. Dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Trường Khánh Duy. Năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con thích bóng đá, con thích lái xe hơi, con thích ăn dưa hấu, con thích ăn xoài, con ghét sầu riêng vì ở ngoài nó có gai nhọn, ít rồi ở trong nó có mùi hôi. Con lớn lên con làm cầu thủ đội Hà Lan áo cam. Dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Đặng Nghi Yên. Năm nay con 6 tuổi, sở thích của con là vẽ và hát và ca. Con ghét nhất là cọp nè, chuột, sầu riêng. Tại vì con cọp á, nó cắn mọi người, làm cho mọi người chết. Con chuột nó quậy trong gia đình mình. Còn con sầu riêng á, mình mà đụng vô gai nó là mình sẽ bị chảy máu. Con lớn lên, con làm thiết kế thời trang, mặc đồ đẹp cho ba mẹ và ông bà và bà thầy cô. Dạ thưa chú, con tên là Phạm Minh Tâm. Sở thích của con là ăn da u, với lại đi sở thú, đi thả công viên, đi công viên chơi. Mai mốt con lớn lên, ước mơ của con làm nghề lái máy bay phi công để chở mọi người đi khắp thế giới. Dạ cô chú, con tên là Ngô Hữu Gia Khôi, con học lớp 1-4. Con 6 tuổi, ở nhà con tên là Nguyên Chiến Thắng. Con thích ăn kem, con thích chơi game. Con ghét nhất là đi học võ, tại vì mẹ con bắt con đi học võ, trong khi đó con đi học về con mệt. Con thích làm tỷ phú, bởi vì con mua gì cũng được hết. Đó, con ăn gì cũng được, bởi vì con có nhiều tiền. Dạ thưa chú, con tên là Trần Đức Phát, năm nay con 6 tuổi, con học lớp 1. Sở thích của con là chơi trò chơi, xếp hình, con quay. Ước mơ sau này của con là mai mốt con lớn lên, con xây nhà cho những người nghèo không có tiền để mua nhà. Thưa chú, con tên là Anh, năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con là ăn dưa hấu. Mỗi khi mà trời nóng mình ăn dưa hấu, nó rất là mát. Con ghét nhất là con rắn vì nó hại mọi người. Ở nhà con thương ba mẹ con nhiều nhất. Ước mơ con lớn lên làm ca sĩ, mang đến niềm vui cho mọi người. Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh, nơi rừng ngàn cây. Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về, ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương. Dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Đình Bảo Ngân, năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con là chơi búp bê. Con thích ăn bà tuột và tôm, tại vì bà ngoại con nấu rất là ngon. Bà ngoại con nấu là số 1. Sở thích của con là tắm biển, tại vì tắm biển không làm cho con bị gãy ngứa nữa. Sao mốt lớn lên con sẽ làm một giám đốc, tại vì giám đốc để ký chữ ký, tại vì con viết chữ đẹp. Cảm ơn phần tự giới thiệu của các bé.
Thưa quý vị, các bé sẽ tạo điều kiện cho các thí sinh ghi điểm hoặc là gây cản trở khó khăn. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với ba thí sinh của trường nhỏ lần này. Xin mời bạn Minh Vi. Chào anh Thanh Bạch, chào quý vị khán giả và hai người bạn cùng chơi với tôi. Tôi tên là Nguyễn Minh Vi, đang công tác tại một tập đoàn kinh tế của nhà nước. Hiện nay tôi có hai bé, một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi. Đến với chương trình Chuyện Nhỏ, tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý của các bé để nuôi dạy con tôi tốt hơn. Kính mong quý vị khán giả cổ vũ cho ba người chơi của chúng tôi. Chúng ta cùng làm quen với thành viên thứ hai, xin mời anh Quỳnh Triều. Xin kính chào anh Thanh Bạch, xin kính chào các bé cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Nhỏ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Lê Huỳnh Triều, công việc hiện tại của tôi là nhân viên logistics. Hôm nay tôi rất vui khi được đến đây tham dự chương trình này. Tôi mong muốn thông qua chương trình này để khám phá thêm những điều mới mẻ mà mình chưa biết về thế giới của trẻ thơ, và qua đó có thể ứng dụng vào các sinh hoạt hàng ngày đối với em bé của nhà mình. Anh có thể nói rõ hơn một chút về logistics cho mọi người hiểu không? Dạ, logistics nó là một cái thuật ngữ về giao nhận quốc tế. Ra công việc của mình là nó sẽ sắp xếp những vấn đề liên quan tới vận tải quốc tế. Chúng ta cùng làm quen với thành viên thứ ba, xin mời bạn Minh Phương. Xin chào anh Thanh Bạch cùng các khán giả đang xem chương trình Chuyện Nhỏ của đài HTV7. Mình tên là Mai Thanh Minh Phương, hiện là nhân viên tư vấn tài chính ngân hàng. Mình mới kết hôn được một năm. Đến với chương trình Chuyện Nhỏ, mình mong rằng mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để hiểu thêm về tâm lý trẻ em, sẽ có hướng giáo dục con cái của mình sau này. Cũng thông qua chương trình này, mình mong rằng các gia đình, các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết với nhau hơn. Cha mẹ sẽ có một định hướng tốt cho cách giáo dục con cái của mình sau này. Xin cảm ơn phần tự giới thiệu của ba thí sinh. Thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần. Bây giờ thì chúng ta cùng bước vào vòng 1 của chương trình Chuyện Nhỏ. Vòng 1 xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, trong vòng 1 này sẽ có một câu hỏi và ba thí sinh của chúng ta sẽ đoán xem là đa số các bé trả lời như thế nào. Với câu hỏi trả lời đa số, các bạn sẽ được 10 điểm nếu như trùng khớp ý với các bé. Sau đó các bạn sẽ chọn riêng từng bé và cảm thấy bé nào gần gũi giúp mình ghi điểm. Trước khi bé trả lời, người dẫn chương trình sẽ đọc một câu hỏi để cho bé ấy trả lời, thông qua câu trả lời biết được tính cách, biết được quan niệm mà mình dự đoán cho cái câu hỏi chính thức. Và nếu như câu chính thức trùng khớp ý với bé sẽ được 20 điểm. Và mỗi một thí sinh sẽ có hai lượt lựa chọn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin mời bạn Minh Vi và bạn Quỳnh Triều. Minh Phương, hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi của vòng 1 nha. Theo anh chị, bé có biết người ta thường chớp mắt để làm sạch mắt hay không? Đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Xin mời bạn Minh Vi. Theo tôi, các bé trả lời là không. Tiếp theo, xin mời anh Huỳnh Triều. Theo tôi, các bé sẽ trả lời là không. Là không. Và xin mời Minh Phương. Theo tôi nghĩ là các bé sẽ trả lời là có. Tại vì thường thì khi mà có một vật lạ vào mắt của bé thì cha mẹ thường bảo là con chớp mắt đi. Thì tôi nghĩ là các bé sẽ trả lời là có. Vâng, xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, khi các bé được hỏi bé có biết người ta thường chớp mắt để làm sạch mắt hay không, đa số các bé trả lời là không. Xin được chúc mừng Minh Vi, Quỳnh Triều. Mỗi người 10 điểm. Cũng xin lưu ý, như vậy có nghĩa là đa số trả lời là không, nhưng vẫn có một thiểu số trả lời là có. Đây là vấn đề mà các bạn phải loại suy từ từ để có thể tìm cho mình đáp án đúng nhất. Bây giờ xin mời Minh Phương bắt đầu lựa bé đầu tiên. Em xin chọn bé Gia Huy. Gia Huy, con hãy kể cho mọi người nghe những cái bệnh nào về mắt mà con biết nè, con hay thấy mọi người xung quanh hay bản thân mình cũng có khi bị mắc phải. Dạ chú, mắt bị bệnh mắt là lé mắt, bị chứng cám sơ gù, mắt đỏ, bị mắt mờ, bị mắt chín gàng. Bằng Minh Phương nghĩ sao, bé trả lời như thế nào với câu hỏi bé có biết người ta thường chớp mắt là để làm sạch mắt hay không? Em nghĩ là bé có biết. Gia Huy ơi, người ta thường chớp mắt để làm gì? Dạ chú, người ta chớp mắt để làm duyên. Để lá làm nhẹ với nhau, giống một con nữa. Chưa trùng khớp ý với bé. Đã lồng nghèo quá giỏi luôn. Tiếp theo xin mời bạn Minh Vi. Em xin chọn bé Nghi Uyên.
Câu hỏi dành cho bé Nghi Uyên như sau: khi bị đỏ mắt người ta thường làm gì vậy Nghi Uyên? Dạ thưa chú, nếu bị mắt đỏ thì mình phải vô bệnh viện, rồi bác sĩ khám, đập từ chữ cái, con mình có bị gì không. Mình nếu mình dịch sai thì 6 ngày mình sẽ vô bệnh viện lại để bác sĩ cho mình đeo kính cận. Xin mời bạn. Theo em thì bé Uyên không biết là chớp mắt để làm sạch mắt. Vâng, cho nên câu trả lời là không. Nghi Uyên ơi, người ta thường chớp mắt để làm gì vậy? Dạ thưa chú, người ta thường chớp mắt vì người ta mỏi mắt thì người ta chớp mắt. Chúc mừng trùng khớp EVB. Tiếp theo xin mời bạn Quỳnh Kiều hãy chọn cho mình một bé. Em chọn bé Minh Tâm. Câu hỏi dành cho bé Minh Tâm như sau: Minh Tâm có biết tuyến lệ là gì không? Dạ thưa chú, con không biết tuyến lệ là cái gì vì con chưa nghe về nó. Tuyến lệ là ở mắt chúng ta nó có tuyến lệ, khi chúng ta bị chuyện gì cảm động, xúc động thì nó sẽ rơi nước mắt, rơi lệ, hoặc là bụi vô mắt cũng làm cho chúng ta khó chịu, và rơi lệ là một hình thức để chúng ta đẩy cái bụi đó ra. Theo em, bé Minh Tâm sẽ trả lời là không. Minh Tâm ơi, con nghĩ thế nào người ta thường chớp mắt để làm gì? Dạ thưa chú, mình chớp mắt để làm sạch mắt, để không bị bụi bẩn vào mắt, để mình nhìn rõ hơn. Chưa trùng khớp đi VV. Xin mời bạn Minh Phương tiếp tục lựa chọn. Em chọn bé Khánh Duy. Câu hỏi dành cho Khánh Duy như sau: theo Khánh Duy, lông mi để làm gì? Dạ thưa chú, lông mi nó mặc ở đây để cho mình đẹp. Bạn nghĩ thế nào? Thế em nghĩ là không. Không. Khánh Duy ơi, người ta thường chớp mắt để làm gì? Dạ thưa chú, mình chớp mắt để con mắt mình nó khỏi bị mỏi, để nó không chảy nước mắt. Chúc mừng trùng khớp EVB. Đó là sự lựa chọn của bạn Minh Vi. Em chọn bé Đức Phát. Câu hỏi dành cho Đức Phát như sau: để phòng bụi bay vào mắt người ta thường làm gì vậy Phát? Dạ thưa chú, muốn làm cho bụi đỡ vào mắt thì phải lau mặt, đem mắt kính cho bụi đỡ vào mắt. Bạn nghĩ sao? Bé có biết người ta thường chớp mắt là để làm sạch mắt hay không? Bé trả lời có hay không ạ? Theo tôi, bé trả lời là không. Đức Phát ơi, người ta thường chớp mắt để làm gì? Dạ thưa chú, người ta thường chớp mắt để làm cho mắt sạch và đẹp, không bị bụi bay vào mắt. Chưa trùng khớp đi mình. Xin mời bạn Quỳnh Kiều. Em chọn bạn bé Bảo Ngân. Câu hỏi cho Bảo Ngân như sau: theo Bảo Ngân, mắt của con gái có khác của mắt của con trai hay không? Dạ thưa chú, con gái con trai đều mắt đen hết trơn á, không có khác nhau chỗ nào hết trơn. Bạn nghĩ sao? Theo em, bé sẽ trả lời là không. Bảo Ngân ơi, người ta thường chớp mắt để làm gì? Dạ thưa chú, chớp mắt á, bóng đèn chói hay chớp quá, nên con phải chớp. Chúc mừng trùng khớp BBB. Thưa quý vị, với câu hỏi về sự chớp mắt khá là thú vị, người ta chớp mắt thì để làm sạch mắt, cũng đồng thời cũng để đỡ mỏi mắt. Còn bây giờ thì kết quả số điểm của ba thí sinh như sau: bạn Minh Vi 30 điểm, chúc mừng. Bạn Huỳnh Triều 30 điểm, chúc mừng. Và bạn Minh Phương 20 điểm, chúc mừng. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi thứ nhất của chương trình Chuyện Nhỏ. Mẹ chồng của mình tốt tính nhưng mà hãy xét nét lắm. Từ mấy giờ mình phải dậy? Chồng đi làm rồi. Nhưng từ lúc mình có tiệc chiêu nấu nướng thì mọi chuyện trở nên khác hẳn. Từ đó hai mẹ con thân luôn. Vidan nêm đậm đà thêm gắn bó. Vidan nay có bao bì mới. Mũi sao mũi bố to thế? Mũi bố to để bố hôn các con được nhiều hơn. Bố ơi sao miệng bố to thế? Miệng bố to để bố uống hết sữa cô gái Hà Lan của con. Ngon quá, vừa thơm vừa béo, đúng vị sữa bò. Từ ngày tôi uống thử sữa cô gái Hà Lan, đâm ra tôi lại yêu cái cô... Cô nào? Cô gái Hà Lan. Em yêu cô gái Hà Lan. Và bây giờ là dự báo sức khỏe 3 ngày Tết. Mùng 1, giải hội tụ tiệc tùng kéo về sẽ gây mưa rượu bia khiến ngập nặng ở nhiều nơi. Mùng 2, một lượng lớn thịt kho hột vịt kết hợp cùng với nước có gà xuất hiện trên diện rộng sẽ gây hiện tượng ứ đọng cục bộ.
Và vùng 3 sẽ có một đợt oi bức do tích tụ quá nhiều bánh mứt diễn ra trong hệ tiêu hóa đang trở nên quá tải. Tuy nhiên, sữa chua Vinamilk Pro B bổ sung một tỷ lệ khuẩn vào đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giúp yên tâm hơn khi thưởng thức các món ngon ngày Tết. Sữa chua Vinamilk Pro B búc thành thơi cho ngày xuân phơi phới. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng 2 vẫn có một câu hỏi dành cho đa số, nhưng lần này câu hỏi trùng khớp ý với bé sẽ được 30 điểm. Và như vậy sẽ tạo điều kiện cho các thí sinh ít điểm vượt lên phía trước. Cũng xin lưu ý, sau vòng thi này thí sinh ít điểm nhất buộc lòng phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Quý vị các bạn thân mến, câu hỏi của vòng 2 như sau. Theo anh chị, bé có thích giống ba hơn giống mẹ hay không? Đa số các bé sẽ trả lời như thế nào? Xin mời bạn Minh Phương. Bé sẽ trả lời là có hay là không ạ? Em nghĩ là không. Không. Sao bạn nghĩ như vậy? Thường thì các bé gần gũi với mẹ nhiều hơn nên lúc nào cũng muốn được giống mẹ. Cảm ơn bạn. Xin mời Minh Vi. Theo tôi nghĩ bé trả lời là có. Và xin mời bạn Quỳnh Triệu. Theo tôi các bé sẽ trả lời là không. Thưa quý vị, khi được hỏi các bé có thích giống ba hơn giống mẹ hay không, đa số bé trả lời là không. Xin chúc mừng bạn Huỳnh Triều và bạn Minh Phương, mỗi người 10 điểm. Và bây giờ thì bạn Minh Vi sẽ lựa chọn bé đầu tiên. Em chọn bé Bảo Ngân. Câu hỏi dành cho Bảo Ngân gợi ý như sau. Theo con, giữa con trai và con gái, ai thường giống ba mẹ hơn? Dạ thưa chú, con gái giống mẹ hơn. Tại vì con cũng giống y như mẹ vậy đó. Mà con trai không mới giống mẹ, con trai chỉ giống ba thôi. Bạn nghĩ sao? Bé Bảo Ngân có thích là giống ba hơn giống mẹ không? Dạ ba, tôi nghĩ là bé Bảo Ngân thích giống mẹ. Cho nên bé sẽ trả lời là không. Không. Bảo Ngân ơi, con thích giống ba hơn hay là giống mẹ hơn? Dạ thưa chú, con thích giống ba vừa giống mẹ luôn. Tại vì mẹ có mái tóc dài, con thích mái tóc dài giống y như mẹ vậy đó. Còn khuôn mặt của con giống y như ba, rất là đẹp. Con thích giống ba và giống mẹ luôn. Chúc mừng trường khớp y với bé. Xin mời anh Quỳnh Kiều. Em chọn bé Minh Anh. Minh Anh ơi, theo con có phải ba mẹ đẹp mới sinh ra con cái đẹp hay không? Dạ thưa chú, đúng vậy. Tại vì ba mẹ con đẹp nên mới sinh con đẹp dữ vậy nè. Anh ấy cho biết thì bé thích giống ba hơn giống mẹ không? Theo em bé sẽ trả lời là có. Minh Anh ơi, con hãy cho mọi người biết con thích giống ba hơn hay là giống mẹ hơn? Dạ thưa chú, con thích giống ba hơn. Tại vì ba con mắt đẹp và mũi đẹp. Chúc mừng trường khớp bí bí bí. Xin mời bạn Minh Phương. Em chọn bé Minh Tâm. Câu hỏi của Minh Tâm như sau. Theo Minh Tâm, có ai sinh ra mà không giống ba hay mẹ gì cả? Dạ thưa chú, có. Con không giống ba mẹ con giống ông con. Theo bạn thì bé có thích giống ba hơn giống mẹ không ạ? Em nghĩ là có. Minh Tâm ơi, con thích giống ba hơn hay là giống mẹ hơn? Dạ thưa chú, thích giống ba hơn tại vì con là con trai. Chúc mừng trùng khớp đi đi đây. Xin mời Minh Vi tiếp tục lựa chọn. Em chọn bé Khánh Duy. Khánh Duy có biết người ta thường nói con giống ba ở điểm nào không? Dạ thưa chú, con giống ba cái mũi tẹt. Cảm ơn con. Rồi, bây giờ thì bạn nghĩ thế nào? Theo tôi nghĩ bé trả lời là không. Khánh Duy ơi, con thích giống ba hơn hay là giống mẹ hơn? Dạ thưa chú, con thích giống mẹ. Vì mẹ bế em, rồi mẹ nấu cơm cho con, rồi mẹ dạy con học bài. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Tiếp tục, xin mời bạn Quỳnh Triều. Em chọn bé Gia Huy. Bé Gia Huy. Theo con, ba mẹ thấp có sinh con ra được cao không? Dạ thưa chú, bởi vì ba mẹ thấp không có sinh con ra cao. Bởi vì ba mẹ thấp quá lâu rồi có sinh được con ra cao được đâu. Bạn nghĩ thế nào? Theo em bé sẽ trả lời là có. Gia Huy ơi, con thích giống ba hơn hay là giống mẹ hơn? Dạ chú, con thích giống mẹ. Rồi bây giờ mẹ xuyên nam làm việc, vừa giặt áo quần, rồi còn nấu cơm cho con ăn. Rồi con đi học võ, mẹ con lấy áo quần ra. Rồi con làm nhiều việc cho con. Rồi con mua sữa cho con uống nữa để con cao lớn. Vậy thì chưa chúc mừng anh được rồi. Chưa trùng khớp với mẹ. Bây giờ sự lựa chọn tiếp theo của bạn Minh Phương. Em chọn bé Đức Phát. Câu hỏi dành cho Đức Phát như sau. Theo con, có phải ba mẹ giỏi mới sinh ra con học giỏi hay không? Dạ thưa chú, tại vì ba mẹ giỏi trong người rồi, con
con nó sẽ phát triển theo để cho nó giỏi thêm. Khi đẻ thì con mới giỏi được. Còn Minh Phương nghĩ thế nào, bé có thích giống ba hơn giống mẹ không ạ? Thêm nghĩ là bé sẽ trả lời là có. Có. Đức Phát ơi, con thích giống ba hơn hay là giống mẹ hơn? Dạ thưa chú, con thích giống ba hơn, tại vì ba giống con nhưng mẹ lại không giống con, mẹ chỉ giống em bo của con thôi. Chúc mừng trường cơm đi mẹ. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những câu hỏi khá là lắc léo về tâm lý mà đa số các bé có thể mang lại điểm cho các thí sinh như sau. Bạn Minh Vi, 90 điểm, chúc mừng. Bạn Quỳnh Triều, 70 điểm, chúc mừng. Và bạn Minh Phương, 90 điểm, chúc mừng. Như vậy là anh Triều đã nhường cho hai người phụ nữ để bước tiếp vào chặng đường tiếp theo. Anh sẽ nhận tiền thưởng là 1 triệu đồng và sẽ ra về nhận một kỷ niệm chương có hình gấu Koala Smash ngộ nghĩnh đáng yêu. Xin được cảm ơn và chúc mừng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi thứ 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng thi thứ 3 chúng ta còn lại hai thí sinh. Lần này sẽ chọn bé bằng cách bấm bàn phím và sẽ dừng lại ngẫu nhiên ở bất kỳ bé nào. Các thí sinh của chúng ta sẽ tìm cách trả lời trùng khớp y với bé và câu hỏi của vòng 3. Nếu như đáp trùng khớp y với bé sẽ được 40 điểm cho một đáp án đúng. Câu hỏi vòng 3 như sau. Các bạn có biết bé có biết rằng con cọp được gọi là ông 30 hay không? Chúng ta còn có một cái mệnh đề nói là ông 30 đà chỉ ông cọp. Tại vì ngày xưa cọp là một cái loài vật nó rất là uy dũng, uy nghi. Cho nên người ta sợ đến mức mà nhiều khi không dám nói tên ông cọp, ông hổ ra. Giống như vậy là bị nguy hiểm, phạm húy. Thì khán giả Nguyễn Kim Anh ở đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5 đã gửi về cho chương trình câu hỏi này. Và xin chân thành cảm ơn và xin chúc mừng cho bạn Nguyễn Kim Anh sẽ nhận một phần quà từ chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại, bé có biết con cọp còn được gọi là ông 30 hay không? Và bây giờ xin mời bạn Minh Vi chuẩn bị bàn phím của mình để trả lời trùng khớp với bé nha. Bé Minh Tâm có biết ông cọp còn gọi là ông 30 hay không? Theo tôi, bé trả lời là không. Không. Minh Tâm ơi, con có biết là người ta còn gọi con cọp là ông gì không? Dạ thưa chú, người ta gọi con cọp là ông 30. Tại vì nó thường hay đi săn vào đêm 30 Tết. Chưa trùng khớp ý. Bạn Minh Phương chuẩn bị. Khánh Duy có biết con cọp thường được gọi là ông 30 hay không? Theo em nghĩ là không. Khánh Duy ơi, người ta thường gọi con cọp là ông gì? Dạ thưa chú, người ta gọi con cọp là ông hổ. Chúc mừng trùng khớp ý. Xin mời bạn Minh Vi tiếp tục lựa chọn. Bé Minh Anh có biết là con cọp thường gọi là ông 30? Theo tôi, bé trả lời là không. Minh Anh ơi, ông con cọp thường gọi là ông gì nữa? Dạ thưa chú, người ta gọi con cọp là ông 30, tại vì nó sống tới 30 tuổi là nó chết. Chưa trùng khớp ý với mẹ. Xin mời sự lựa chọn của bạn Minh Phương. Bé Gia Huy có biết con cọp còn được gọi là ông 30 không ạ? Theo nghĩ là có. Gia Huy ơi, người ta thường gọi con cọp là ông gì? Dạ, dạ thưa chú, con cọp gọi là ông kẹ. Vì ông kẹ rất hung dữ, khi em bé khóc thì ông kẹ, người ta gọi ông kẹ kìa, cái em bé nín khóc. Rất tiếc, chưa trùng khớp với bé. Tiếp tục xin mời bạn Minh Vi. Bé Nghi Uyên có biết con cọp thường gọi là ông 30 không ạ? Theo tôi, bé trả lời là không. Nghi Uyên ơi, con cọp người ta thường gọi là ông gì nữa? Dạ thương chú, người ta hay gọi con cọp là ông 20, gọi con voi là ông 30. Chúc mừng trùng khớp với bé. Tiếp tục bạn Minh Phương. Bé Bảo Ngân có biết con cọp còn gọi là ông 30 nữa không ạ? À, theo em nghĩ là không. Bảo Ngân ơi, con cọp người ta còn gọi là ông gì nữa? Dạ thưa chú, con cọp á, ông người ta thường gọi là ông cọp. Tại vì con cọp nó có hàm răng rất là ghê.
người ta cúng ông cọp để đừng có cắn người ta. Chúc mừng trùng khớp VVV. Thưa quý vị, và bây giờ xin được công bố số điểm của hai thí sinh sau vòng thi ông 30 như sau. Bạn Minh Vi được 130 điểm, chúc mừng. Bạn Minh Phương 170 điểm, chúc mừng. Như vậy bạn Minh Vi sẽ ra về với tiền thưởng là 1.500.000 đồng và sẽ nhận kỷ niệm chương có hình gấu Koala Max ngọt nghịnh đáng yêu. Xin cảm ơn và chúc mừng bạn. Quý vị đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, bạn Minh Phương đã may mắn bước vào vòng thi đặc biệt. Bạn sẽ trải qua phần 5 câu hỏi với 5 bé khác nhau. Chúng ta sẽ chọn lựa bất kỳ trên màn hình. Và mỗi một bé sẽ có một câu hỏi riêng biệt. Khi trùng khớp ý với bé, bạn có thể hưởng được số điểm từ 50 điểm cho đến 250 điểm, tùy thuộc ô ấy có bao nhiêu điểm mà bé đang cất giữ. Nếu bạn đoán đúng, bạn sẽ hưởng trọn số điểm ấy. Nếu bạn đoán sai, bạn sẽ mất số điểm. Và cuối cùng, tổng kết lại, nếu bạn đạt được 500 điểm trở lên, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt và ra về với tiền thưởng là 4 triệu đồng. Và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng, hãy chọn cho mình 5 bé. Em chọn bé Khánh Duy, Nghi Uyên, bé Minh Tâm, bé Đức Phát và bé Bảo Ngân. Chia tay với hai bé còn lại. Câu hỏi của Khánh Duy như sau. Theo Khánh Duy, người lớn có thay răng hay không? Bạn nghĩ thế nào? Theo em nghĩ là không ạ. Duy ơi, người lớn có thay răng hay không? Dạ thưa chú, người lớn có thay răng. Tại vì thay, mình là người lớn mình thay răng bự cho nó đẹp. Chưa trùng khớp. Tiếp tục câu hỏi dành cho bé Nghi Uyên như sau. Theo Nghi Uyên, giữa con trai và con gái, ai hay giận lâu hơn? Theo em nghĩ là bé sẽ trả lời là con gái. Con gái giận lâu hơn, tại sao ạ? Bạn có giận lâu hơn bạn trai không? Dạ có. Vậy là suy bụng ta ra bụng bé. Thưa quý vị, khi hỏi Nghi Uyên, theo con, giữa con trai và con gái, ai giận lâu hơn? Xem bé Nghi Uyên trả lời thế nào ha. Dạ thưa chú, con trai, giận lâu hơn. Tại vì con trai á, lớn hơn con gái mới giận lâu hơn. Chưa trùng khớp, bé chưa. Chúng ta cùng tiếp tục với bé Minh Tâm và câu hỏi như sau. Theo con, có phải tất cả những gì trẻ em biết thì người lớn cũng biết hay không? Em nghĩ là bé trả lời là có. Là có. Minh Tâm ơi, có phải tất cả những gì trẻ em biết thì người lớn cũng biết đúng không? Dạ thưa chú, đúng vậy. Tại vì mình nhỏ hơn người lớn nên mình không có biết nhiều. Người lớn biết nhiều hơn mình. Để người lớn dạy cho mình những điều đó để cho mình biết nhiều. Giống người lớn, mình nhỏ hơn mình không biết nhiều hơn người lớn được. Chúc mừng trùng khớp IVV. Tiếp theo là câu hỏi cho bé Đức Phát. Theo con, người lớn có nói dối hay không? Theo em nghĩ bé sẽ trả lời là không. Đức Phát ơi, theo con, người lớn có nói dối hay không? Dạ thưa chú, người lớn không nói dối. Tại vì người lớn sợ bị đi xuống thiên dương cắt lưỡi. Con nít thì không sợ. Con nít cứ nói dối rồi mai mốt con nít bị rồi. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Tiếp tục chúng ta cùng nghe câu hỏi của bé Bảo Ngân. Câu hỏi như sau. Theo con, giữa cá voi và con voi, con nào lớn hơn? Em nghĩ bé sẽ chọn là cá voi. Bảo Ngân ơi, giữa cá voi và con voi, con nào lớn hơn? Dạ thưa chú, con voi nó lớn hơn cái voi. Tại vì con voi nó sống ở trên bờ, nó bự thiệt là bự vậy nè. Còn con, cái voi nó sống ở dưới biển, nó nhỏ. Nhỏ, nó làm cho cô không trùng khớp ý với bé rồi. Chưa ghi điểm. Và bây giờ chúng ta cùng xem thử đáp án của các bé như thế nào nha. Đầu tiên là bé Khánh Duy, người lớn thì có thay răng mà bạn bảo rằng không, cho nên mất bao nhiêu điểm vậy Duy? Con không cho 150 điểm đâu. Còn Nghi Uyên thì... Dạ sai rồi, con không cho 250 điểm. Tiếc ơi là tiếc. Tiếp theo là bé Bảo Ngân. Sai rồi, con không có cho 50 điểm được.
Tiếp tục, bé Đức Phát trùng khớp. Ô hay quá, con cho 100 đẻ. Chúc mừng. Tiếp tục, và bé Minh Tâm. Dạ đúng rồi, con cho 50 điểm. Như vậy, sau vòng thi đặc biệt này bạn đạt được 320 điểm, chưa đủ 500 điểm. Bởi vì có bé 250 điểm Nghi Uyên kia đã bị mất rồi, rất là tiếc. Bạn sẽ ra về với tiền thưởng 2 triệu đồng và nhận kỷ niệm chương với hình gấu Cola Smart rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Xin được chúc mừng bạn. Còn bây giờ thì chú Thanh Bạch xin nói lời chia tay tạm biệt với các bé của trường nhỏ trên màn hình nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt chú Thanh Bạch. Thưa quý vị, bây giờ thì xin mời ba thí sinh bước lên phía trước để nhận phần quà của nhà tài trợ, đó là bánh gấu Cola Smart. Xin mời. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Chương trình này cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng bánh gấu Cola Smart của tập đoàn Lotte đã tài trợ cho chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Thân ái, chào, tạm biệt.